khoai mì Thái, nước cốt dừa, mỡ hành, đậu phộng, ăn là ghiền các bạn ạ. Đây là những xe khoai mì Thái ở trước cửa chợ Đức Hoa, Long An. Tháng 7 âm lịch mỗi năm thì là lễ Vu Lan. Thường người dân Việt Nam ăn chay một tuần hay hai tuần, có khi có người ăn tới một tháng. Lễ Vu Lan du nhập vào Việt Nam năm 1072, vua Lý Nhân Tông đã từng lập đàn cầu siêu cho cha mẹ. Qua thời gian, lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ dành riêng cho Phật tử, mà trở thành ngày lễ báo hiếu của tất cả người dân Việt Nam. Những chiếc xe bán khoai mì Thái trước cửa chợ Đức Hòa nườm nượp nhau và mọi người ở đây tập trung mua khoai mì Thái để ăn chay ngày đầu tiên trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đây là quang cảnh của chợ Đức Hòa. Các bạn cùng mình dạo quanh chợ Đức Hòa và tìm hiểu một chút nhé. Chợ Đức Hòa thành lập năm 1998 ở địa chỉ 324 Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Buôn bán tấp nập từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mặt hàng chủ yếu là trái cây, rau củ quả và những mặt hàng đặc sản của miền Tây như lạp xưởng, bánh bò, bánh bía, đậu phộng, bánh da lợn, bánh tét đậu phộng, những mặt hàng đặc trưng của miền Tây. Chợ gần khu công nghiệp Tân Đức, khu công nghiệp Đức Hòa Đông và khu công nghiệp Hải Sơn, gần Bella City và E-City Tân Đức. Ngon lắm các bạn ạ. Bây giờ thưởng thức khoai mì Thái thôi. Video đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye.